Tùng Dương lên tiếng khi Hà Trần nhận xét không biết xấu hổ. Bên dưới video cover ca khúc Sau Lời Từ Khước của Tùng Dương, Hà Trần để lại bình luận no SHAME, đồng thời gắn tên tài khoản cá nhân Trấn Thành. Bên dưới video cover ca khúc Sau Lời Từ Khước của Tùng Dương, Hà Trần để lại bình luận no SHAME, đồng thời gắn tên tài khoản cá nhân Trấn Thành. Bên dưới video cover ca khúc Sau Lời Từ Khước của Tùng Dương, Hà Trần để lại bình luận no SHAME, đồng thời gắn tên tài khoản cá nhân Trấn Thành. Khi Tiền Phong liên hệ trực tiếp, phía Tùng Dương không muốn trao đổi thêm về ồn ào này. Trong khi đó, Hà Trần cũng không lên tiếng hay phản hồi thêm. Ngày 1 tháng 6, Tùng Dương đăng tải video anh trình diễn ca khúc Sau Lời Từ Khước. Đây là bài hát do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và gây chú ý khi trở thành nhạc phim Mai của Trấn Thành. Bên dưới bài đăng của Tùng Dương, nhiều khán giả dành lời khen cho bản cover đầy cảm xúc, ấn tượng. Tuy nhiên, Hà Trần bất ngờ để lại bình luận no SHAME, tạm dịch không biết xấu hổ. Đồng thời, nữ ca sĩ gắn thẻ tài khoản cá nhân của Trấn Thành. Trước phản ứng của đàn chị, Tùng Dương thắc mắc không hiểu vì sao Hà Trần nặng lời như thế. Theo Tùng Dương, từng có hai chương trình ca nhạc muốn anh trình diễn ca khúc Sau Lời Từ Khước nhưng nam ca sĩ đề nghị phải xin ý kiến tác giả. Lần này ban tổ chức cũng yêu cầu hát và đã hỏi ý kiến tác giả cũng như đóng tác quyền đầy đủ. Ekip Phan Mạnh Quỳnh đã đồng ý chứ tôi không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với một bài hát mà đã có ít nhất 5, 6 phiên bản và được nhiều đồng nghiệp cover thì chắc cũng không cần suy nghĩ hay bình luận nặng nề thế đâu nhỉ. Mỗi phiên bản mang một màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui, có gì đâu, sao chị Hà lại nặng lời như thế, Tùng Dương chia sẻ. Trước đó, khi MC Nguyên Khang cho rằng Tùng Dương xứng đáng với danh xưng ông hoàng cướp hit, nam ca sĩ phủ nhận, thôi, chả dám cướp của ai cả. Bài Một Vòng Việt Nam, tôi còn nói Đông Thiên Đức để các nghệ sĩ khác hát nhiều version cho đa dạng thay vì mua độc quyền. Càng nhiều người hát càng vui, Tùng Dương lý giải. Hiện, màn đối đáp giữa Hà Trần và Tùng Dương đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nữ ca sĩ nhận khá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Số đông cho rằng bình luận của Hà Trần thiếu tế nhị, kém duyên và có phần nặng nề với đồng nghiệp. Cũng có một số người cho rằng đây có thể là câu nói đùa của Hà Trần bởi giữa cô và Tùng Dương có mối quan hệ thân thiết.